Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, các dự án dính líu đến Trung Quốc không có lối thoát. Rất nhiều những dự án ở Việt Nam có chủ thầu là Trung Quốc bị thua lỗ, chậm tiến độ nhiều lần nhưng phía Việt Nam vẫn phải theo mà không có cách nào để thoát ra được và cũng không có cách nào để kiện được. Trong 12 dự án thua lỗ đắp chiếu của ngành công thương được nói đến từ cuối năm 2016 có nhiều dự án do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc quyết toán hợp đồng EPC với các nhà đầu tư và các nhà thầu Trung Quốc. Một dự án nổi bật do Trung Quốc làm chủ đầu tư là dự án tuyến đường sắt cao tốc Cát Linh Hà Đông dài khoảng 13 km, dự kiến thực hiện vào năm 2008 và hoàn thành vào tháng 11 năm 2013. Thế nhưng sau đó dự án được lùi lại đến năm 2010 mới khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2014. Đến nay đã gần hết năm 2019 mà dự án này vẫn chưa thể đi vào vận hành. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là 419 triệu đô la, sau khi điều chỉnh phải tăng lên 250 triệu đô la, nhưng vào năm 2011 đã đội vốn lên thành 552 triệu đô la và đến năm 2019 đã thành 886 triệu đô la. Tại buổi thị sát dự án này hôm 1 tháng 10 năm 2019, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chất vấn Giám đốc dự án ông Đường Hồng về thời hạn và kế hoạch đưa tuyến đường đi vào vận hành khai thác. Ông Đường Hồng trả lời, việc bao giờ đưa đường Cát Linh Hà Đông vào vận hành khai thác chính thức thì không phải là do nhà thầu chúng tôi quyết định mà do chủ đầu tư quyết định. Công ty tư vấn ACT của Pháp chỉ rõ đây là dự án 30, không bổ sung đủ hồ sơ quản lý chất lượng, không đủ cơ sở xác định mức độ an toàn của toàn hệ thống và không đủ điều kiện để cấp chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định. Có thể kể thêm một vài dự án lớn do Trung Quốc làm chủ thầu cũng cùng chung số phận đội vốn chậm trễ là nhà máy đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam Vinachem làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, đội vốn lên 10.000 tỷ đồng. Vốn vay chủ yếu từ Ngân hàng Trung Quốc, nhà thầu Hoàn Cầu Trung Quốc. Sau 16 lần đàm phán với nhà thầu Trung Quốc, nhiều bất đồng vẫn chưa được giải quyết. Dự án nhà máy đạm Hà Bắc do Vinachem làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, đội vốn lên 10.000 tỷ đồng, lỗ 1.700 tỷ đồng. Dự án chưa quyết toán với nhà thầu EPC do chưa xác định được giá trị quyết toán hợp đồng. Dự án mở rộng nhà máy gang thép Thái Nguyên được triển khai từ năm 2007. Nhà thầu EPC là Tập đoàn Luyện Kim Trung Quốc. Từ đó đến nay, nhà thầu này không thực hiện thi công. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long cho rằng rất nhiều dự án có cùng số phận với dự án Cát Linh Hà Đông nhưng không phải tất cả đều do phía Trung Quốc làm chủ thầu mà có cả các quốc gia khác nữa, ông nói. Không nên có mặc cảm như thế cũng như những dự án của các nước khác nhưng phần lớn thì Trung Quốc và mỗi dự án có một lý do. Một nguyên nhân khác nhau, mình phải coi tất cả các nước như nhau thôi vì nó là vấn đề nhạy cảm, quan hệ đối ngoại, mình cũng chẳng sợ gì họ. Tuy nói vậy nhưng ông Ngô Chí Long cũng kết luận hầu hết các dự án dính tới Trung Quốc đều chậm tiến độ, kéo dài, không hiệu quả là do hợp đồng ký kết không chặt chẽ và thậm chí có những chuyện hết sức tế nhị. Tiến sĩ Nguyễn Quang A phân tích nguyên nhân vì sao các dự án của Trung Quốc làm chủ thầu thường bị đội vốn và thua lỗ. Những dự án của Trung Quốc như thế thường là những dự án phát giá rất thấp nhưng nửa chừng thì họ nâng giá lên rất cao. Hết kiểu này đến kiểu kia, tất cả các dự án đều như vậy. Nó đút lót rất nhiều để thắng thầu và cho giá rất thấp để củng cố việc thắng thầu. Nhưng hợp đồng luôn luôn để có những kẽ hở và từ đó tìm mọi cách để nâng giá lên, đội vốn lên rất là nhiều. Khi đội vốn lên như thế thì tiền đút lót nó chi ra không vào dự án nên trang thiết bị kém, đội vốn cao thì lỗ.
Cũng có ý kiến cho rằng các chủ đầu tư cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng có phần lỗi vì trước khi triển khai dự án không tham khảo kỹ thủ tục hướng dẫn quyết toán hợp đồng hoặc không giám sát chặt chẽ quá trình thi công dẫn đến hậu quả mà Việt Nam đang phải gánh chịu. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, không đồng ý dùng từ lỗi mà theo ông họ là những tội đồ. Các chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của Việt Nam là những kẻ phạm tội, họ là những tội đồ, họ cấu kết với các nhà thầu Trung Quốc vì những dự án này. Không phải họ ngu mà không biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào hay, cái nào dở. Họ biết cả đấy, nhưng vì họ ăn tiền rồi họ lại được lệnh từ trên, những người ưu ái tàu chỉ định xuống. Theo nguyên tắc, thông thường khi hợp đồng thương mại đã ký kết và một bên vi phạm thì bên còn lại có quyền khởi tố ra tòa nếu hai bên không tự giải quyết được. Vì sao cho đến nay không thấy phía Việt Nam khởi kiện, cụ thể là dự án Cát Linh Hà Đông? Luật sư Nguyễn Văn Hậu từng nói, tôi thấy mình cứ khởi kiện thôi, có thể là trọng tài hoặc tòa án xử lý chuyện này từ một dự án được kỳ vọng mà sau 11 năm phê duyệt, 8 năm thi công mà 10 lần lùi tiến độ, đội vốn 40% đến giờ vẫn chưa xong. Trong khi đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thuộc Học viện Tài chính Việt Nam lại cho rằng bây giờ nếu mà dở ra thì cuối cùng nhiều nguyên nhân lắm, bắt đền ai, làm thế nào để xử lý được, quả tình là rất khó. Theo phóng viên hỏi một luật sư chuyên về luật thương mại quốc tế thì chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn, tôi chưa dám kết luận. Ở một góc nhìn khác, các chuyên gia kinh tế mà phóng viên trò chuyện đều cho rằng không thể kiện vì há miệng mắc quai, tiến sĩ Nguyễn Quang A lập luận. Nếu hợp đồng đã không chặt chẽ thì kiện gì? Kiện có khi mình thua đấy. Những người đi ký hợp đồng thì hiển nhiên họ phải biết các điều kiện hợp đồng, họ có cả các luật sư giúp họ, nhưng sếp bảo ký thì ký, quan trọng nữa là họ chạy theo tăng trưởng mà lại được Trung Quốc câu cho xếp vốn, cho khi đang bí vốn mà nó thu xếp vốn cho thì buộc phải mua của nó, chỉ có một cách duy nhất là cấm hoặc hạn chế tối đa những dự án kiểu như vậy. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng thì chỉ ra những lý do mà Việt Nam không thể kiện Trung Quốc. Có thể nói có rất nhiều dự án về chuyện các quan chức Việt Nam, các bộ ngành đã đóng một vai trò rất đắc lực, việc nối giáo cho giặc, cõng rắn cắn cả nhà. Cũng rất nhiều dư luận cho rằng các quan chức Việt Nam đã nhận hối lộ rất bẫm từ phía Trung Quốc và các quan chức phía Việt Nam đã bị cột chặt trong thế giới ngầm của doanh nghiệp có thể đứng phía sau là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là lý do để giải thích vì sao chưa bao giờ Việt Nam kiện Trung Quốc mà chỉ có Trung Quốc kiện Việt Nam, bởi Trung Quốc có thế mạnh là nắm được tóc của giới quan chức Cộng sản Việt Nam. Có thể dẫn chứng điều ông Dũng nói qua việc Trung Quốc kiện công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn, sông Hình, công ty VSH chủ đầu tư dự án thủy điện Thượng Kon Tum. Sau 5 năm công ty VSH vẫn chưa thoát được nhà thầu Trung Quốc dù tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Còn với dự án Vinachem, tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về xử lý tồn tại yếu kém của 12 dự án nhà máy ngành công thương với các bộ ngành, ngày 6 tháng 9 năm 2019, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Vinachem cho hay đã chuẩn bị hồ sơ pháp lý khi được chính phủ đồng ý sẽ khởi kiện tổng thầu ra tòa, đưa ra trung tâm trọng tài quốc tế phân xử. Theo tin báo giới trong nước, dự án bến xe miền Đông mới có tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, được khởi công hồi tháng 4 năm 2017 ở thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ hoàn thành các công trình xây dựng xung quanh như hầm chui, cầu vượt, mở rộng quốc lộ 1 vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện tại cỏ dại mọc tùm bên trong bến xe được quy hoạch không những là bến xe lớn nhất nước mà còn là bến xe hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Báo mạng
Vietnamnet.vn ngày 13 tháng 11 dẫn nguồn từ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Bộ Xây dựng đã chấp thuận nghiệm thu đưa công trình vào hoạt động nhưng chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định hoãn lại hồi giữa tháng 8 vì còn bị vướng mắc trong việc thẩm định giá cho chủ đầu tư thuê đất xây dựng bến xe. Cùng trong tháng 11, trước đó báo mạng Thanh niên Online loan tin về Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh được xem là một biểu tượng của thành phố trung tâm kinh tế thương mại lớn nhất Việt Nam, có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, đã khởi công hơn 6 năm qua nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự án vừa nêu đưa quy hoạch xây dựng trên khu đất rộng 18.000 m2 ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nằm liền kề khu đất được dự kiến xây dựng nhà hát giao hưởng, có vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Khởi công vào quý 1 năm 2013 và hoàn thành vào năm 2015, thế nhưng phóng viên báo Thanh niên Online ghi nhận trong những ngày đầu tháng 11 năm 2019 thì công trình này chỉ có bảo vệ trông coi và là nơi nuôi gà, vịt của những hộ dân xung quanh đó. Báo Thanh niên Online dẫn lời của một nhà thầu tham gia xây dựng dự án Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công trình này có hơn 40 nhà thầu tham gia thực hiện trong quá trình xây dựng, xảy ra tình trạng các nhà thầu bị chồng chéo đan xen dẫm chân lên nhau nên dự án bị chậm gần 7 năm. Một điều đáng lưu ý là chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh lại chuẩn bị mời thầu một dự án khác là dự án khu phức hợp trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn và thương mại dịch vụ cũng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm với tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng. Hai dự án bến xe miền Đông mới và trung tâm triển lãm quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là hai dự án lãng phí mới vừa được truyền thông trong nước nêu danh. Theo số liệu báo cáo của Chính phủ về công tác giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết hiện Việt Nam có rất nhiều dự án sử dụng vốn nhà nước gây thất thoát lãng phí với số liệu ghi nhận lên đến 422 dự án. Một trường hợp điển hình là Bảo tàng Hà Nội có tổng mức đầu tư lên 24.000 tỷ đồng cho đến tháng 10 năm 2018 được báo giới gọi là ngôi nhà hoang giữa lòng thủ đô, mặc dù đây là công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Tại Hà Nội còn một dự án gây bức xúc trong dư luận cả nước suốt gần một thập niên là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông với mức đầu tư ban đầu là 8.800 tỷ đồng, khởi công vào tháng 10 năm 2011 và đến cuối năm 2018 đã đội vốn lên 18.000 tỷ đồng. Thế nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành để đưa vào vận hành thương mại. Liên quan vấn đề các công trình xây dựng đầu tư công lớn ở Việt Nam hiện nay, kiến trúc sư Duy Black ở Sài Gòn lên tiếng với phóng viên rằng thủ tục xét duyệt không hề đơn giản. Tuy nhiên, hàng loạt các dự án này vẫn được quy hoạch và triển khai là do. Theo góc độ chuyên môn thì tất cả các bước từ bắt đầu nghiên cứu dự án, báo cáo đánh giá tính khả thi của dự án đều được xem xét và thông qua rất kỹ lưỡng. Nhưng cũng nên biết một điều là tất cả những dự án ở Việt Nam hiện nay, nhất là những dự án lớn khi tiến hành đầu tư xây dựng thì không phải vì mục đích chung. Có thể tôi tương đối cực đoan nhưng đó là thực trạng ở Việt Nam. Cho dù đánh giá mức độ nào đi chăng nữa thì các dự án đó đều vì mục đích riêng của từng cá nhân và theo từng giai đoạn của các nhà lãnh đạo. Đó là vì mục đích riêng hết, vì mục đích của từng nhóm lợi ích. Đồng quan điểm, kỹ sư xây dựng Trần Bang nói về ghi nhận của cá nhân của ông. Tôi có thể vạch ra hàng trăm cái dự án lãng phí và bất cập. Dự án ở Việt Nam không căn cứ vào vấn đề nhu cầu mà căn cứ vào vấn đề giải ngân. Dự án là lý do để được giải ngân, lấy được công trình, thi công được công trình là có cái để rút tiền ngân sách và cấp lãnh đạo tại thời điểm ấy là có phần trăm ăn. Tức là không đồng bộ, không căn cứ vào nhu cầu, không khảo sát thiết kế kỹ thuật mà cứ vẽ dự án cho bằng được và thực hành cho bằng được.
Trong báo cáo năm 2018, Chính phủ trình Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết các dự án có thất thoát lãng phí chủ yếu là các chi phí không hợp lý được phát hiện trong giai đoạn thanh toán, quyết toán, kiểm toán. Đồng thời, những nguyên nhân của việc thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng là do chủ trương đầu tư sai nên dẫn đến hậu quả như công tác đền bù giải phóng mặt bằng không bảo đảm tiến độ, công tác lựa chọn nhà thầu, công tác thi công công trình. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội nhận định rằng Chính phủ Việt Nam không nhận thấy được sự quản lý yếu kém trong các dự án xây dựng đầu tư công của quốc gia và đây không phải là một vấn đề nan giải. Đúng là những dự án rất cần thiết cho quốc kế dân sinh và là dự án thật lớn thì tại sao không thuê người nếu bị thiếu người? Những người có kỹ năng trong lĩnh vực này trên thế giới là có để Việt Nam có thể thuê và hiệu quả hơn rất nhiều, đồng thời cho người của mình kèm vào đấy để học hỏi. Mặc dù vậy, tiến sĩ Nguyễn Công An nhấn mạnh tình trạng thất thoát lãng phí trong các dự án xây dựng đầu tư công vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng ở Việt Nam có thể dẫn đến chuyện vừa tham nhũng vừa kỹ năng quản lý kém và việc quy hoạch các dự án cũng lại không đâu vào đâu cả. Bởi vì có những dự án trên giấy là rất hay nhưng không sát với thực tiễn và chuyện ấy làm thất thoát nguồn lực của quốc gia. Kiến trúc sư Duy Black thì cho rằng dù chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam tuy là nhiều vụ đại án bị phanh phui trong thời gian gần đây nhưng ông tin là tình trạng tham nhũng trong dự án xây dựng đầu tư công sẽ không có xu hướng giảm. Bởi vì nếu bị tóm và bị đưa ra tòa xét xử chăng nữa thì số tiền tham nhũng phải trả lại cho nhà nước chẳng là bao, kiến trúc sư Duy Black khẳng định. Khi họ nghĩ ra những cái gì để thu lợi cho họ, cho nhóm người của họ thì họ sẽ tiếp tục đẻ ra những dự án như vậy. Họ không cần biết có khả năng thì hay không, hay có phục vụ lợi ích cho cộng đồng hay không mà họ cứ tiếp tục vẽ ra những dự án như thế từ vài trăm tỷ cho đến hàng ngàn tỷ. Mới đây nhất, hôm 15 tháng 11, truyền thông quốc nội loan tin Bộ Giao thông Vận tải vừa họp bàn cùng 8 tỉnh, thành phố về dự án quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng với vốn đầu tư 100.000 tỷ đồng đi qua Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Trong cùng ngày, VTC News dẫn lời của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng việc xây dựng dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng tại thời điểm này là chưa cần thiết, thậm chí là cực kỳ lãng phí. Facebooker Ngô Thu, một người theo dõi sát sao những thông tin liên quan đến công trình xây dựng đầu tư công thất thoát và lãng phí tại Việt Nam, cũng lên tiếng với phóng viên qua ứng dụng Messenger rằng hầu như mỗi tỉnh đều có công trình để đó và không hoàn thành. Tiếc nhất là trường học và bệnh viện, lãng phí kinh khủng, dường như chính quyền không biết phải làm sao, bỏ thì không được mà làm tiếp thì không xong, như vậy là hỏng. Chúng tôi tạm khép lại bài ghi nhận hạn hẹp này qua lời nhận xét của Facebooker Ngô Thu rằng quốc gia Việt Nam nghèo vì không biết xài tiền, chứ không phải vì không có tiền. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.